Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Chúng tôi vui sớm đoàn nay ngày thứ tư chúng ta sẽ xin đặc biệt cũng nhớ tất cả du xem đi trưởng và sự chuẩn bị cho cha bộ và sự công bộ quyền đấy của ngài. Chúng ta lại xin ngài ngày xưa được bảo vệ tình giữ gia đình của cha trong những lúc đi khổ, trong những cuộc quan hại, trong những lúc khó khăn. Xin ngài phù hộ cùng những lời khen gia đình cũng như của chúng ta, các gia đình giáo xứ giáo xứ của chúng ta trong hoàn cảnh sự khó khăn và lo âu và những nguy hiểm của tuần đại corona virus. Xin ngài hỗ trợ chúng ta mọi người ngài cùng vâng phục và cung kính theo đường lối của Chúa. Xin ngài dùng để trợ đẹp cơ sở vật chất và nhằm vào giáo xứ gia đình chúng ta và phù hợp cho việc xây dựng tại giáo xứ tiến triển có chất lượng và sự an toàn trong xây dựng, như là xin cho các chương trình chung của giáo xứ được gây chú ý một phương tiến triển tốt đẹp và thánh ý của Chúa. Xin Chúa thương ban sự lành và mọi tấm lòng cũng cầu nguyện hy sinh quan tâm yêu mến và đóng góp cho giáo sư phát triển trong lòng yêu mến là được nhất. Ta khi được thống hối như nhận tội lỗi của chúng ta, chúng ta đang được với lại mọi việc thánh. Tôi chú nhận cùng Thiên Chúa và anh và cùng anh chị em. Tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi lại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin nước mà ai ra trong thời lòng trình đã thiết thần đã thay. Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng tìm hiểu chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, mà hàng sống và hiện trị cùng Chúa hiện trước với Chúa Thánh Thần để vua Chúa muôn đời. Amen. Chức sắc tiên tri Amos, các ngươi hãy tìm sự lành và đừng tìm sự dữ, để các ngươi được sống. Và như vậy Chúa là Thiên Chúa các đại quân sẽ ở cùng các ngươi. Như các ngươi đã nói, các ngươi hãy ghét sự dữ và yêu sự lành, hãy lập công nơi cửa thành. Như vậy có lẽ Chúa là Thiên Chúa các đại quân đã thương xót những kẻ còn sót lại bởi chi tộc Giu-se. Ta kinh ghét và chê bỏ những ngày lễ trọng của các ngươi, ta không thèm ngửi mùi hương trong các kỳ hội của các ngươi. Nếu các ngươi dâng cho ta của lễ toàn thiêu và phẩm vật, ta sẽ không chấp nhận. Ta cũng không nhìn đến các lễ khấn tốt đẹp của các ngươi. Ngươi hãy mang đi cho xa ta giọng hát lời ca của ngươi.
ta sẽ không nghe tiếng đàn của ngươi. Sự công minh sẽ biểu lộ như nước chảy, sự chính trực như suối chảy mạnh. Đó là lời Chúa. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Hỡi dân tộc của ta, hãy nghe ta nói. Ở Israel, ta sẽ chứng tỏ lời phản đối của ngươi. Ta là Thiên Chúa, Đức Thiên Chúa của ngươi. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Ta không khiến chặt ngươi về trực dân lễ vật, vì lễ vật kêu của ngươi đặt ở trước mặt ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những con dê đực. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Vì ta sở hữu mọi muôn thu xuân văn, và muôn ngàn sâu vật ở những miền non nuôi. Ta biết hết thảy mọi giống chim trời và động vật sông nơi đồng ruộng. Ta cũng rõ. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Nếu ta đói, ta không phải nói với ngươi, vì ta là chủ địa cầu và mọi cái chưa trong đó. Tại chăng ta thèm ăn thịt bò, hay là ta thèm uống tiết dê ư? Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Tại sao ngươi ưa kể những điều huấn lệnh, và mình ngươi thường nói về minh nước của ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời ta lại sau lưng. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Alleluia, Alleluia. Ước gì hôm nay nghe Thiên Chúa và đừng cứng lòng. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia đến miền Gê-ra-sa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra. Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy, và chúng kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ này xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Người bảo chúng rằng: Cứ đi. Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi vô, lời khen Chúa. Trong bài tin mừng chúng ta được nghe tiếng tiêu, đó là quyền năng của Chúa Giêsu xuất trừ và loại khỏi những sự quấy phá, những sự lộng hành của ma quỷ. Điểm thứ nhất này mà gọi chúng ta suy nghĩ sự hiện diện và sự phá hoại của ma quỷ trong thế giới của ngày hôm nay, và chúng
chúng ta không cần phải nhìn xa, chúng ta nhìn vào trong cuộc sống chúng ta, ma quỷ hành hạ, ma quỷ phải phá, ma quỷ tung hoành để làm gì? Xin thưa, để làm cho con người nghi ngờ sự hiện Thiên Chúa, và cho con người xa rời đường lối của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa, không đến gần Thiên Chúa, hoặc là làm cho con người trở nên hung ác với nhau, trở nên ích kỷ với nhau, trở nên gây tổn thương cho nhau, và làm cho nước Chúa không phát triển, không thăng tiến. Nên bất cứ những lời nói, những suy nghĩ, những việc làm nào mà để cho ma quỷ suối bẫy, ma quỷ dẫn dắt, ma quỷ lừa lái, làm cho nước Thiên Chúa không được thăng tiến trong đời sống công bình, trong sự tay thật, trong đời sống bác ái, trong sự hiệp nhất, đó là chúng ta đang bị ma quỷ lôi kéo, ma quỷ cám dỗ và ma quỷ đang suối bẫy chúng ta. Mỗi người chúng ta có lẽ ít nhiều đã bị dính vào bẫy ma quỷ, chăng ra làm cho chúng ta có được cuộc sống dễ ngột ngạt với nhau do sự ích kỷ, do tính đố kỵ, do lòng ghen tương, do sự hận thù, do những sự xấu và những sự gian ác, những sự dối trá. Chúa nói với chúng ta, ai đi trên đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Chúa cứu độ. Đó là điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta, thì chúng ta được đáp trả lại sống trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Bước đi con đường ngay thẳng, chúng ta dễ đón nhận ân sủng yêu thương cứu độ tha thứ của Chúa. Và vì biết con đường ngay thẳng đó đòi hỏi chúng ta phải khiêm nhường lắm, đòi hỏi phải chúng ta hạ mình lắm, đòi hỏi chúng ta phải tín thác vào Chúa nhiều lắm, chứ không cậy dựa vào sức riêng của chúng ta, chứ không tính toán để cho được lợi cho mình bằng những danh vọng, bằng những chức vụ, bằng những quyền lực của trần thế, mà là phải tìm được ơn cứu độ do lòng thương xót, do sự dẫn dắt, do sự tha thứ và do tình thương của Chúa và cho chúng ta. Thì mỗi người chúng ta trước tiên nghĩ suy lại đâu là những sự phá hoại, những hoàn hành mà ma quỷ đang đánh hóa chúng ta, gia đình chúng ta, thế giới của ngày hôm nay. Thí dụ như trong cơn đại dịch, con người có thể qua đó để sống tín thác vào Chúa hơn, để nhận ra những lầm lỗi, những sai trái, những bất toàn, những sự mỏng dòn con người, để gắn kết với Thiên Chúa hơn, để họ biết nâng đỡ, yêu thương nhau hơn, để họ biết thông cảm, cầu nguyện cho nhau và giúp đỡ nhau hơn. Nhưng mà cũng có cơn đại dịch, cũng có thể dễ bị lôi kéo những suối bẫy của ma quỷ, làm cho xa rời Thiên Chúa, nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa và dễ sống trở nên sơ cứng, ích kỷ, tham lam và chỉ biết bo bo cho bản thân mình hơn. Vâng, nếu chúng ta không tỉnh thức, mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta, xứ đạo chúng ta dễ làm cho chúng ta xa rời đường lối Thiên Chúa, làm cho chúng ta sơ cứng và chúng ta mất đi độ nhạy bén về sự thiêng liêng, sự thánh thiêng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời này và cũng trong cuộc đời của chúng ta. Và điểm thứ hai của bài tin mừng cũng làm cho chúng ta cảm thấy cũng lòng sự nhức nhối khi mà quyền năng của Chúa Giêsu xua trừ sự quấy phá của ma quỷ hành hạ nơi hai người chỉ biết sống trong mồ mả, và hai người này đã làm cho dân chúng sợ hãi khi đi qua đường đấy. Quyền năng của Chúa xua trừ, nhưng mà khi gặp Đức Giêsu họ không muốn Đức Giêsu ở với họ, bởi vì việc làm của Chúa Giêsu đã làm dẫn đến việc mất đi cả một đàn heo. Với cái nhìn hiển cận về kinh tế, về tài chính, về tiền bạc, về vật chất, họ đã muốn không có Chúa Giêsu ở bên họ. Họ chấp nhận có lẽ không có Chúa Giêsu cuộc đời của họ, có lẽ họ chạy theo cái lối sống để sống trong một sự sợ hãi nào đó mà ma quỷ đang từ từ hành hạ và tung hoành phá hại cuộc sống yên ổn, bình an, hạnh phúc đích thực mà đáng lẽ quyền năng của Chúa Giêsu mang lại cho họ. Nên trong cuộc sống chúng ta vẫn được nghe nhiều câu chuyện cứ từ trong cựu ước và trong cuộc sống thực tế của chúng ta, ma lực
của đồng tiền rất là lớn, ma lực của vật chất rất là mạnh, và ma lực của và vàng bạc của các ai của sản nghiệp, nó làm cho con người dễ quên Thiên Chúa, dễ xa rời Thiên Chúa, dễ tính toán với Thiên Chúa, và nhiều khi không muốn đụng chạm đến cái gì đó mà có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Và chi mừng cũng là một sự nhắc nhở, thách đố và cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Nếu trong thái độ sống, việc làm của chúng ta đã bị lèo lái cách tinh vi xảo quyệt bởi ma quỷ như thế nào, để rồi do đồng tiền vàng bạc vật chất của cải sản nghiệp mà nhiều khi chúng ta lại xem thường sự hiện diện và quyền năng cứu độ mà Chúa muốn thực sự ban cho chúng ta, một cuộc sống đầy tràn phúc lành, đầy tràn sự bình an, yêu thương, ý nghĩa, đức thực ở đời này và đời sau. Xin Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse phụ giúp và cầu bầu cho chúng ta, chúng ta cảnh tỉnh trước sự quấy phá, hành hạ và sự tung hoành của ma quỷ. Xin cho chúng ta luôn nét mình cậy dựa vào lòng thương xót, tình yêu thương, quyền năng trợ che cứu độ của Chúa. Xin quyền năng đó dẫn đưa chúng ta có được cuộc sống an bình, hạnh phúc, ý nghĩa đời này và đạt đến hạnh phúc mai sau. Xin cho chúng ta đón rước mình Thánh Chúa. Chúa ban ơn thêm sức để chúng ta luôn tìm được sự ngọt ngào trong tình yêu thương, nhìn dưới trợ che của Chúa. Amen. Xin cùng đoàn mở số 117. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh,
Lạy Chúa Đức Phật là Đấng Tam Nam Mô mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa được tôn vinh Chúa Lạy Chúa lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Giêsu Kitô của chúng con. Khi từ nguyện tâm để chiêu phó mình, người cầm lấy văn tạ ơn mẹ ra và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy đã bị tội vì các con. Cùng một thể lúc ấy trong bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy máu ra ước mới và hiện thực, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm điều này mà nhớ đến thầy. Đây là một nhiệm tử ti. Lạy Chúa, chúng con đang tìm Chúa chịu chết và hy sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên chúng con thành kính và nhận phúc đầu để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được sinh ra học vận rước tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con cái thân phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ lên hội nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo hoàng khác của chúng con và toàn thể hàng đạo phi. Xin nhớ các tôn giáo Chúa là các linh mục Phêrô, Luce, Maria Magdalena và các đạo linh hồn của chúng con tất cả cũng cầu nguyện cho mà Chúa đã con ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết thì con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những bậc quý thuộc chúng con đã biết rằng tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy và hội thánh sanh tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hữu sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Thánh Lao Đức Cung Chúa, các thánh công đồ và mọi kẻ can thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Hiện giờ người với người và trong người mà mọi dân sẽ và xung quanh đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự ẩm dân của Chúa thân toàn đến muôn đời. Amen. Vừa lời Chúa công thế và trong thể thức người này chúng ta ra việc rằng Ngày cha chúng con ở trên trời, chúng con quyền danh cha đã sang. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con phụ tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa can dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang trong cuộc đời an
Nhờ của lòng đồng thương cứu giống, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang đi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại từ Chúa Giêsu Kitô lên cứu độ chúng con. Này Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các ông đầu rằng để ban bình an cho các con, ban bình an cùng ngày của các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái chúng ban cho hội thánh được bình an và giúp theo ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện diện luôn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa, Lạy Lâm xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin cùng đoàn mở sách Tác trang 250.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và máu con Chúa làm nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con. Tôi cầu rằng ngày mai có thể an táng cho em nữ thủ Maria Magdalena, em được 22 tuổi, em thuộc của gia đình mà cũng có thường xuyên giúp đỡ cho anh làm lễ của tòa giáo sư của chúng ta. Nếu có ai có điều kiện được và phải an toàn được phép thì đến tham dự thánh lễ. Ông chúng ta cũng biết cầu nguyện cho cầu Maria Magdalena, cầu nguyện cho gia đình. Và ngày mai buổi chiều 5 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu lên cầu thánh lễ trong ngày 5 đầu tháng, trước khi chúng ta thánh lễ một cái lòng 6 giờ rưỡi để đọc trong đây một tuần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để xong chúc anh chị em đi bình an. Ơn Chúa. Nguyện xin quân có chú sẽ biến bao xa. Cầu cho chúng con.
thơ mặt đường.